Hai, bảy. Effects. Cậu luôn được nào? Mời chúng ta lại xem nào. Đóng cầu ngay cùng với nhau nào. I never take doubt as a lesson. I never second guess anything. Negativity and rejection. I got my mind blind with rejection. So I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. I'm improving is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing. Yeah, I'm in motion. I'm obsessive like the ocean. I'm relentless. No promotions. Still progressing. Overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I never doubt myself, I can count on no one. And I do not need your help. I'm gonna show you, I don't ever doubt myself. Count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. Đến từ Cà Mau. Rất là xinh. Hello cô dâu năm nay mấy tuổi? 26. Hầu nó quan chú đẻ rồi đó. Làm ra mà quan được chú đẻ. Kêu em của em là Mai. Là Mai giới thiệu. Nghe tiếng đầu là chú đẻ là bên mạng, thấy không? Là qua mạng á. Cái là chú đẻ đu từ mạng bên này, đu qua mạng bên kia, cái là hút luôn cô dâu luôn. Đu về phải nó mấy ngàn km đó, từ Hà Nội bay vô tới Cà Mau, từ cái đầu xuống cái tới cái hai đứa quen nhau quen đu dây điện. Chú để nghĩ như thế nào trong cái buổi chụp nha? Được cảm giác một mùa trong một ngày. một năm trong một ngày thì năm trong một ngày có cả nắng, cả mưa, cả lạnh, cả sương, cả gió. Nói chung là rất đơn giản, rất là nhiều. Anh tìm có cậu nghĩ gì về hôm nay, về buổi chụp bốn mùa trong một ngày hôm nay đó mấy bạn thao ở đây nói nghe là cảm giác bây giờ rất là lạnh tại Bà Nội Hiêu. Bên em tác chiến tại Đà Nẵng xong và đến Bà Nà, đây là cung đường thứ hai anh em tác chiến, thì trời rất là lạnh nhưng mà sắp hoàn thành rồi. Chuẩn bị anh em sau khi hoàn thành Bà Nà thì anh em sẽ về Hội An đấy. Hứa hẹn của ảnh của hai bạn này rất là lung linh đấy, mấy bạn hãy đón xem. Ôm cái tay chặt lên nha, ôm chặt lên, đúng rồi. Chiến qua bên đây này. Chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.